Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng luôn là một trong những việc khó của các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, có nhiều việc làm tốt giúp cho công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, nhanh gọn. Câu chuyện của ông Lê Văn Thế ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm sau đây là một minh chứng. Đây là khu mặt bằng có diện tích trên 4.000 m2, vừa được huyện Văn Lâm giải phóng mặt bằng để xây dựng vườn hoa, khuôn viên cây xanh. Khu đất này trước đây một phần là nhà điều hành của Hợp tác xã Nông nghiệp thị trấn Như Quỳnh, phần khác là của một số hộ dân sử dụng từ những năm 1990. Tuy nhiên, sau khi có chủ trương thu hồi, các hộ dân đều thể hiện tinh thần ủng hộ cao. Gia đình ông Lê Văn Thế, một trong những hộ sử dụng nhiều diện tích nhất ở đây, đã không chỉ tiên phong sớm hoàn trả mặt bằng cho đơn vị thi công, mà còn từ chối không nhận tiền hỗ trợ vượt lập và hoa màu trên đất. Không những vậy, gia đình ông còn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng để địa phương dọn vệ sinh môi trường. Chỉ mong muốn là được cái khu công viên cho nó xanh, sạch, đẹp, người dân ra thể dục thể thao thì được hưởng, vậy thôi. Với nghĩa cử của mình, ông Thế đã góp phần hoàn thành xây dựng các công trình phúc lợi và đưa huyện Văn Lâm sớm đạt các tiêu chí chuẩn đô thị loại 4. Tuy vậy, ở một số địa phương vẫn còn tình trạng người dân thiếu hợp tác, chính quyền thiếu kiên quyết. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, dẫn đến tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản chậm, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.